Ở vị trí số 10, cuối bảng xếp hạng là cá voi đầu công. Cái tuổi thọ của cá voi đầu công có thể sống được 200 năm. Cá voi đầu công là loài động vật có vú sống lâu nhất. Tuổi thọ của loài cá voi sống ở Bắc Cực và cận Bắc Cực này không rõ, nhưng một số hóa thạch được tìm thấy chứng minh rằng chúng thừa sức sống hơn 100 năm và có thể sống hơn 200 năm, theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ. Cá voi có đột biến gen gọi là ERCC1 có liên quan đến việc sửa chữa ADN bị hỏng, có thể giúp bảo vệ cá voi khỏi ung thư, một nguyên nhân tiềm ẩn gây tử vong. Hơn nữa, một gen khác được gọi là PCNA có một phần được nhân đôi. Gen này có liên quan đến sự phát triển và sửa chữa tế bào, và sự nhân đôi có thể làm chậm quá trình lão hóa. 200 năm, đó là con số nhỏ nhất trong bảng xếp hạng này, và ứng cử viên số 9 của chúng ta có tuổi thọ ít nhất là 205 năm. Đó chính là cá đá sao hi, là một trong những loài cá sống lâu nhất và có tuổi thọ tối đa ít nhất là 205 năm. Theo Cục Cá và Động vật Hoang dã Washington, những con cá màu hồng hoặc nâu này sống ở Thái Bình Dương từ California đến Nhật Bản. Chúng phát triển dài tới 97cm và ăn các động vật khác như là tôm, cá nhỏ. Chỉ có mấy chục cm thôi mà sống tới mấy trăm năm, khủng khiếp ha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ứng cử viên số 8 ở trong bảng xếp hạng này, đó chính là ngọc trai nước ngọt, sống trên 250 năm. Ngọc trai nước ngọt là loài hai mảnh vỏ có nhiệm vụ lọc các mảnh thức ăn ra khỏi nước. Chúng chủ yếu sống ở sông suối và có thể tìm thấy ở châu Âu và Bắc Mỹ, bao gồm cả Mỹ và Canada. Ngọc trai nước ngọt lâu đời nhất được biết đến là 280 tuổi. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, những động vật không xương sống này có tuổi thọ cao nhờ khả năng trao đổi thấp. Ở vị trí số 7 thì chúng ta có chú cá mập Greenland sống trên 272 năm. Cá mập Greenland sống sâu ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Chúng có thể phát triển dài tới 7,3 mét và có một chế độ ăn uống bao gồm cá và động vật có vú biển như hải cẩu. Một nghiên cứu vào năm 2016 về mô mắt của cá mập Greenland được công bố trên tạp chí Science ước tính rằng những con cá mập này có tuổi thọ ít nhất là 272 năm. Theo Life Science, con cá mập lớn nhất trong nghiên cứu này ước tính khoảng 392 tuổi và các nhà nghiên cứu cho rằng những con cá mập này có thể sống lên tới 512 năm. Loài cá mập này trở thành động vật có xương sống, sống lâu nhất thế giới. Đứng trên chú cá mập Greenland là dung ống có thể sống hơn 300 tuổi. Dung ống là loài động vật không xương sống có tuổi thọ cao trong môi trường lạnh giá và ổn định của biển sâu. Một nghiên cứu vào năm 2017 được công bố trên tạp chí khoa học tự nhiên cho thấy Escherichia laminata, loài dung sống dưới đáy đại dương ở vịnh Mexico, thường xuyên sống tới 200 năm và một số mẫu vật tồn tại hơn 300 năm. Tiếp tục với bảng xếp hạng, ứng cử viên số 5 của chúng ta là họ hàng của ngọc trai nước ngọt, đó chính là ngao đại dương, có tuổi thọ sống trên 500 năm. Ngao đại dương sinh sống ở Bắc Đại Tây Dương, loài nước mặn này có thể sống lâu hơn cả ngọc trai nước ngọt. Theo Bảo tàng Quốc gia Wales ở Anh, một con ngao đại dương được tìm thấy ở ngoài khơi Iceland vào năm 2006 đã hơn 507 năm tuổi. Trước khi đến với những ứng cử viên sống ngàn năm, nếu mà anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục nào, ứng cử viên số 4 là san hô đen, sống hơn 4.000 năm, khủng khiếp không anh em? Sống gấp 8 lần ngao đại dương, thì cái san hô đen này nó trông giống như những tảng đá và thực vật ở dưới nước đầy màu sắc, nhưng chúng thật sự được tạo thành bộ xương ngoài của động vật không xương sống được gọi là polyp. Các polyp này liên tục nhân lên và tự thay thế bằng cách tạo ra một bản sao y hệt về mặt di truyền. Theo thời gian khiến cấu trúc bộ xương ngoài của san hô càng ngày càng lớn hơn. Do đó, san hô được tạo thành từ nhiều sinh vật giống hệt nhau, chứ không phải là một sinh vật đơn lẻ. Vì vậy, tuổi thọ của san hô là nỗ lực của cả nhóm. Các mẫu san hô đen được tìm thấy ở ngoài khơi Hawaii đã sống được hơn 4.265 năm tuổi. 4.500 năm vẫn chưa là gì so với ứng cử viên đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của chúng ta, đó là loài bọt biển thủy tinh có tuổi thọ hơn 10.000 năm. Bọt biển tương tự như san hô cũng có thể sống hàng ngàn năm. Bọt biển thủy tinh là một trong những loài bọt biển sống lâu nhất trên trái đất. Các thành viên của nhóm này thường được tìm thấy ở đại dương sâu và có bộ xương giống như thủy tinh. Một con bọt biển thủy tinh thuộc loài Monohaphis tuni sống khoảng 11.000 năm tuổi. Các loài bọt biển khác cũng có thể sống lâu hơn nữa. 4.000 hay 10.000 vẫn không có tuổi với hai ứng cử viên đứng đầu bảng xếp hạng của chúng ta. Ứng cử viên chiếm vị trí số 2 đó chính là sứa Torritopsis có khả năng bất tử. Torritopsis doni được gọi là sứa bất tử. Sứa bắt đầu cuộc sống với dạng ấu trùng trước khi sống dưới đáy biển và biến đổi thành polyp. Những polyp này sau đó tạo ra những con bơi tự do, hay còn gọi là sứa.
Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ, Thoritopsis doni trưởng thành đặc biệt ở chỗ chúng có thể biến trở lại thành polyp nếu chúng bị tổn thương về thể chất hoặc bị đói, và sau đó trở lại trạng thái sứa. Và bây giờ chúng ta hãy đến với ứng cử viên đứng đầu bảng, bất tử nhờ có khả năng tự tái tạo liên tục. Đó chính là sứa Hydra có khả năng bất tử. Giống như sứa Thoritopsis, sứa Hydra cũng có tiềm năng sống mãi mãi. Những động vật không xương sống này phần lớn được tạo thành từ các tế bào gốc. Chúng liên tục tái tạo thông qua nhân đôi hoặc nhân bản. Hydra sẽ không sống mãi trong điều kiện tự nhiên vì các mối đe dọa như động vật ăn thịt và bệnh tật. Nhưng nếu không có những mối đe dọa bên ngoài này thì chúng có thể bất tử mãi mãi. Vậy tế bào gốc là gì mà thần kỳ đến nỗi có thể giúp sứa Thoritopsis và Hydra có thể bất tử? Chúng ta biết rằng trong y khoa, tế bào gốc được xem là nguồn nguyên liệu ban đầu để sản sinh ra nhiều loại tế bào khác nhằm thực hiện những chức năng hỗ trợ cho cơ thể. Nói cách khác, đó chính là loại tế bào có khả năng đặc biệt trong việc sản xuất và phát triển nhiều loại tế bào chuyên biệt khác. Thông thường, cơ thể con người là một khối được cấu thành từ nhiều loại tế bào khác nhau. Điển hình như các tế bào hồng cầu có nhiệm vụ đưa những nguyên tố oxy lan truyền khắp nơi trong cơ thể để nuôi sống các bộ phận. Khi được đặt trong môi trường lý tưởng như phòng thí nghiệm hoặc cơ thể, tế bào gốc sẽ tự phân chia thành nhiều tế bào mới, hay còn gọi là tế bào con. Trong các tế bào con lại tiếp tục phân chia thành tế bào biệt hóa hoặc tế bào gốc thể mới với những nhiệm vụ cụ thể hơn, ví dụ như tế bào não, tế bào xương, tế bào máu hoặc tế bào cơ tim. Đặc biệt, tế bào gốc là loại tế bào duy nhất có khả năng tái tạo và sản sinh ra tế bào mới cho cơ thể. Do đó, công nghệ tế bào gốc đã mang đến nhiều tiềm năng mới trong lĩnh vực y học. Thì anh em thấy đó, trong tương lai nếu công nghệ tế bào gốc này thành công, thì việc con người mất đi một cái tai, một thời gian sau cũng sẽ mọc ra một cái tai, mất đi một cái chân thì cũng sẽ mọc ra một cái chân thôi. Có thể nói là chúng ta cũng bất tử như sứa Hydra nếu sở hữu công nghệ tế bào gốc. Nhưng điều đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi vì các nhà khoa học đang ngày đêm phát triển cái công nghệ này và đã có những tiến bộ nhất định. Biết đâu đó 10 năm, 20 năm hay là 1-200 năm nữa thì con người sẽ có trong bảng xếp hạng 10 loài động vật sống lâu nhất thế giới, thậm chí là đứng đầu tiên luôn. Nếu anh em cảm thấy video này hay thì hãy like và share và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Anh em nghĩ sao về video này? Hãy để lại bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.